Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê mới nhất sáng nay, ngày 16 tháng 10 năm 2024 trên kênh Phố TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, vui lòng ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phố TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Thưa các bạn, giá cà phê sáng nay ngày 16 tháng 10 đảo chiều giảm trên thị trường thế giới và trong nước. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch sáng nay tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2024 giảm 60 USD trên tấn với mức giảm là 1,21%, xuống mức giá 4.909 USD trên tấn. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2025, giá cà phê giảm đi 65 USD trên tấn, xuống mức giá 4.778 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 11 và tháng 1 trên sàn London tương đương với mức giá là 122.700 đồng và 119.400 đồng một kg. Các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì mức trung bình. Cũng đã giảm với giá cà phê Arabica trên sàn New York ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2024. Giá cà phê giảm đi 5,35 sen, xuống mức giá là 256,7 sen trên bao. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 3 năm 2025, giá cà phê giảm đi 5,05 sen, xuống mức giá 255,5 sen trên bao. Các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì mức khá cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê hôm thứ Ba đã từ bỏ mức tăng ban đầu và ghi nhận mức giảm vừa phải do triển vọng mưa ở Brazil. Cà phê Arabica đã giảm từ mức cao nhất trong một tuần rưỡi vào ngày thứ Ba và cà phê Robusta giảm từ mức cao nhất trong một tuần do áp lực thanh lý kéo dài đã đẩy giá cà phê xuống thấp hơn. Khi các nhà khí tượng học Climatempo cho biết, các khu vực sản xuất cà phê hàng đầu của Brazil sẽ đón lượng mưa lớn bắt đầu từ cuối tuần này. Bên cạnh đó, giá cà phê đã tăng thêm mức giảm vào ngày thứ Ba khi đồng real của Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng so với đồng USD, khuyến khích việc bán ra để xuất khẩu từ các nhà sản xuất cà phê của Brazil. Sản lượng vụ mới của Việt Nam được dự kiến xuống mức thấp nhất một thập kỷ. Mặc dù điều kiện thời tiết đã được cải thiện sau đợt hạn hán nghiêm trọng đầu năm, nhưng sản lượng cà phê niên vụ mới bắt đầu từ tháng này tại Việt Nam được dự kiến sẽ giảm tới 10% và xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê tươi trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam ghi nhận ở các địa phương, giá cà phê tươi vẫn neo ở mức cao. Các đại lý vẫn thu mua quanh mức là 21.000 đồng đến 24.000 đồng một kg, tùy độ xanh chín của cà phê. Và ghi nhận có đại lý thông báo thu mua với mức giá là 26.000 đồng một kg với cà phê thu hoạch độ chín khoảng 90%. Còn về tình hình giá cà phê nhân xô trong nước sáng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 10, các địa phương điều chỉnh giảm 2.000 đồng trên 1 kg so với ngày hôm qua. Theo đó, sáng nay, giá cà phê nhân xô trong nước thu mua quanh mức là 116.500 đồng đến 117.300 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc thu mua với mức giá là 116.600 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 116.600 đồng và 116.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga sáng nay ghi nhận quanh mức là 117.300 đồng 1 kg. Khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 117.200 đồng 1 kg. Giá cà phê khu vực huyện Cư Quyên, Krông Năng và huyện Krông Bắc thu mua quanh mức là 117.200 đồng và 117.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Yagrai thu mua với mức giá là 117.100 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Chư Prông và huyện Chư Sê, mức giá là 117.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min, sáng nay ghi nhận quanh mức 117.300 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, mức giá là 117.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắk Hà, huyện Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum thu mua với mức giá là 117.100 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Lây, mức giá là 117.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay giá cà phê thu mua quanh mức là 117.100 đồng 1 kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 117.300 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận mức giá là 117.500 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 117.000 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay của chúng tôi.
Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.